Chào mừng quý vị là đến với kênh Vườn Ao Chuồng của chúng tôi. Hôm nay là tôi sẽ ra mắt cái kênh này, và cái clip đầu tiên mà anh em chúng tôi đi quay là sẽ quay về một cái trại giống cá trình rất là nổi tiếng ở Bạc Liêu. Đó, đây ba anh em chúng tôi sẽ đi quay cái cảnh này là về một cái trại giống cá trình. Ba con cô bác nào có quan tâm đến cá trình thì hãy theo dõi kênh của chúng tôi. Kênh này sẽ chuyên về là vườn ao chuồng như cái tên của kênh. Chúng ta sẽ đi quay phim những cái mô hình, những cái kinh nghiệm từ thất bại đến thành công của nông dân đó đây, để mà chia sẻ cùng với nhau mà chúng ta sẽ làm lên những cái dự án nông nghiệp hiệu quả. Mời quý vị đón xem là cái clip ở một cái trại cá trình rất là lớn ở Bạc Liêu, cụ thể là ở cái huyện Phước Long, của một cái người ông, của một ông anh rất là nổi tiếng. Trại cá trình này là người ta nuôi cá trình từ lúc bằng tâm nhang trở lên. Đây là cái trại gốc, cái trại khá là lớn. Chúng ta sẽ được xem những cái cảnh là cá nhỏ gí luôn, cá mà xuất ngoài biển Philippines về đây để người ta dỗ lớn lên rồi là sẽ mới bán ở thị trường. Ở đây thì cũng có luôn cái kỹ thuật nuôi cá lớn cá nhỏ gì cũng có hết. Ông chủ này rất là sảng phái mà đẹp trai nữa, già nhưng mà đẹp trai lắm. Thì mời quý vị đón xem nha.